Vượt bậc cấp 2 dưới 15 tuổi giải nam và nữ năm 2012. Mời võ sinh Trần Thị Khánh Hằng, đơn vị Long Thượng đã đạt huy chương bạc nội dung vượt bậc cấp 2 dưới 15 tuổi dành cho nam nữ. Mời võ sinh Từ Phước Toàn, đơn vị quận 5 đã đạt huy chương đồng nội dung vượt bậc cấp 2 dưới 15 tuổi dành cho nam nữ. Mời võ sinh Nguyễn Thị Anh Thư, đơn vị Long Thượng ở đoạt giải khuyến khích quyền thuật cấp 2 dưới 15 tuổi nam nữ. Mời võ sinh Nguyễn Bảo Ngân, đơn vị Long Thượng và giải khuyến khích nội dung quyền thuật cấp 2 dưới 15 tuổi dành cho nam nữ. Tiếp theo xin mời võ sư Nguyễn Hữu Trung và võ sư Từ Hữu Trung tiếp tục lên trao giấy khen và huy chương cho các em. Xin tất cả chúng ta hãy cho một tràng pháo tay dành cho các võ sinh đã đoạt giải.